tuyển Thái Lan lấy vé vào vòng 1/8 World Cup 2024, đường kim vô địch Bồ Đào Nha thắng hủy diệt. 19:30 ngày 17 tháng 9, tuyển Thái Lan xung trận thứ nhì bảng B và sẽ lấy vé vào vòng 1/8 phút sang World Cup 2024. Tuyển Thái Lan được dự đoán sẽ có chiến thắng thứ hai, lần này là trước Cuba. Sau nút thắt E đầu, anh cả Đông Nam Á, tuyển Thái Lan đã giải quyết rất đẹp bằng việc đánh Croatia 2-1 rất kịch tính ở bảng B. Trong khi đó đội 5 lần lên ngôi phút sang World Cup, Brazil đã y tạo mưa gôn dì vào lưới Cuba 10 lần. 4 cặp đấu của hai bảng A và B diễn ra chiều và tối ngày 17 tháng 9 như sau. Bảng A, Costa Rica, Hà Lan, 19:30. Uzbekistan, Paraguay, 22:00. Bảng B, Thái Lan, Cuba, 19:30. Brazil, Croatia, 22:00. Hầu như 100% là tuyển Thái Lan và Brazil sẽ có chiến thắng thứ hai và lấy vé vào vòng 1/8. Trong khi đó, Croatia sau trận đầu thua Thái Lan 1-2, đối đầu với anh cả thế giới Brazil, Croatia phải hạn chế bàn thua một cách tốt nhất để cạnh tranh vé vớt vào vòng 1/8 khi lượt cuối của bảng Croatia gặp y kèo thơm y Cuba. Tuyển Thái Lan vẫn thể hiện là một đội bóng mạnh, thuộc top 10 thế giới và top 3 châu Á, hiện nay là đương kim Á quân châu lục. Không khó để thầy trò huấn luyện viên Miguel Rodrigo giành chiến thắng thứ hai để vào vòng 1/8 bằng vé chính thức. Ở lượt trận đầu bảng E và F diễn ra chiều và tối ngày 16 tháng 9. Theo đó, đương kim vô địch phút sang World Cup 2024, Bồ Đào Nha đã hủy diệt đại diện Trung Mỹ Panama 11, một trận đấu chênh lệch về mặt đẳng cấp. Panama không phải là đối thủ của nhà đương kim vô địch thế giới. Pháp đánh bại Guatemala 6-3. Tân binh châu Á lần đầu góp mặt là Tajikistan đã thua nhà vô địch châu Phi Morocco 2-4. Trong khi anh cả châu Á, đương kim vô địch ASEAN Cup 2024 Iran cũng hủy diệt đội bóng không hề yếu là Venezuela 7-1. Như vậy ra quân lượt trận đầu vòng bảng có 5 đại diện châu Á thì có mỗi Tajikistan thua trận, chủ nhà Uzbekistan thì không thắng được Hà Lan qua trận hòa 3-3. Ba đại diện khác của châu Á giành chiến thắng là Iran, Thái Lan và Afghanistan. Phút sang World Cup 2024 đang diễn ra tại Uzbekistan với nhiều trận đấu diễn ra cực kỳ cống hiến, chất lượng cao, đỉnh cao của nghệ thuật bóng đá trong nhà. Dự đoán tỷ số 4 cặp đấu ngày 17 tháng 9. Costa Rica, Hà Lan, 2-5. Thái Lan, Cuba, 5-1. Brazil, Croatia, 5-2. Uzbekistan, Paraguay, 3-3.